Rồi xin chào anh em theo dõi kênh Triệu Mộc. Hôm nay rất vui khi lại được quay anh em công trình của mình đã hoàn thiện. Thì hôm nay bác chủ nhà lại muốn bọc thêm cái đai đồng chân cột nên anh em lại có mặt để xử lý nốt về cái phương án đai đồng chân cột. Căn nhà của mình dựng là căn nhà 3 gian tại Trúc Sơn, thị trấn Trúc Sơn, Trường Mỹ các bác nhé. Gọi là thế thôi nhưng mà nó ở ngay gần cầu Mai Lĩnh, Hà Đông thôi. Thì bác nào có điều kiện thì có thể qua đây xem cái công trình của mình đã lắp dựng hoàn thiện xong, thì phần gỗ là xong hết rồi, ba gian, có làm thêm một gian buồng để làm chỗ nghỉ ngơi, là một cái phòng nghỉ, bởi vì cái diện tích đất nó cũng hạn chế, là cũng rất tiếc là không làm được thêm một buồng nữa. Nếu mà làm thêm một buồng nữa thì sẽ đẹp hơn. Diện tích căn nhà là lòng nhà là 5m cộng với phần hiên là 2m các bác nhé. Còn cái bước gian thì là hơi hẹp, gian được 2,5m thôi. Nếu như mà có đủ điều kiện đất thì mình sẽ làm rộng cái bức gian hơn. Bức gian là hơi hẹp một chút. Đây, phần ngoài hiên. Đấy, phần ngoài hiên đây các bác. Có cột hiên bằng gỗ lim, cột hiên và kẻ hiên bằng gỗ lim, dàn cửa bức bàn bằng gỗ lim. Còn lại bên trong thì là bằng gỗ xoan các bác nhá. Bên này thì hai bên này có một bên là có một cái tấm tranh, có một tấm tranh ở nách hiên để trang trí. Để cân đối với bên này thì sẽ là một cái cửa buồng các bác nhé. Bên này thì là cửa buồng như thế này, đóng lại để các bác cùng xem. Đấy, hai bên nó sẽ phải cân xứng với nhau, tương đối với nhau. Đây, còn bên trong lòng nhà, đấy, cùng vào bên trong lòng nhà cùng xem các bác nhé. Đấy, bên trong lòng nhà đây. Đấy, lòng nhà sử dụng là 5m anh em nhé. Lòng nhà sử dụng là 5m. Thì có hai bên bức thuận này mình có làm bằng gỗ rổi để cho nó sáng màu. Đấy, còn lại thì cũng là làm bằng gỗ xoan. Hai bên bức thuận này gỗ rổi thì nhìn nó sẽ tương đồng với cả thằng gỗ xoan hơn, nhìn nó sẽ không bị cập lệch. Đấy, nhìn về mặt hình màu sắc thì rất là tương đồng với nhau, bởi vì rổi và xoan nó cùng những cái dòng gỗ là để lâu nó không xuống màu như là gỗ lim. Đấy, thế nên là phải đưa cái hai bên bức thuận bằng gỗ rổi để kết hợp vào. Còn lại thì là ở trong nhà như thế này thì bằng gỗ xoan các bạn nhé. Đấy, gỗ xoan này thì mình có phun một chút tinh màu nhẹ để là đấy, cho nó nhìn màu nó sẽ tương đồng với thằng gỗ rổi hơn. Còn nếu mà xoan mà để nguyên màu thì nhìn nó sẽ hơi trắng các bác nhé. Đấy, bộ cửa bức bàn là gỗ lim đục hai mặt, bên trên là ô thoáng trần song quan tiện, đầy đủ hết. Công trình hôm nay đã xong anh em, đã xong. Đây thì có một cái gian buồng để làm phòng ngủ nghỉ ngơi. Đấy, cái cửa bức bàn này mặt sau mình cũng làm cửa sổ chữ thọ đục đơn giản như thế này thôi, thì cái công tác vệ sinh nó rất là tiện các bác nhé. Đục nông như thế này thôi thì nhìn nó cũng rất là hài hòa và bắt mắt, nhưng mà cái khâu vệ sinh nó cũng thuận tiện hơn. Công trình của mình hôm nay đã xong hết rồi. Các bác nào có nhu cầu mà làm những căn nhà như này thì liên hệ bên em nhé. 0963 177 806 các bác nhé.